Theo tờ Anwatan, đoàn thể thao Syria quyết định không cử đội tuyển tham dự môn bóng đá ở ASEAN 19. Như vậy, bảng C chỉ còn các đội Hong Kong, Trung Quốc, Uzbekistan và Afghanistan. Ngoài ra, theo nguồn tin từ Madexing, phóng viên thể thao có uy tín trên mạng xã hội Sina, Trung Quốc, Olympic Afghanistan cũng rút lui. Tuy nhiên, ban tổ chức chưa xác nhận thông tin hai đội tuyển kể trên rút lui. Nếu điều này xảy ra, bảng C sẽ chỉ còn lại hai đội bóng và Olympic Việt Nam ở bảng B được hưởng lợi gián tiếp. Theo thể thức của môn bóng đá nam, có 5 đội đứng thứ 3 trong 6 bảng đấu sẽ giành quyền vào vòng trong. Do đó, nếu bảng C chỉ còn 2 đội tức không có đội xếp thứ 3, các đội hạng 3 của 5 bảng còn lại chắc chắn đi tiếp. Trong trường hợp này, Olympic Việt Nam chỉ cần thắng trận ra quân gặp Olympic Mông Cổ là chắc suất qua vòng bảng. Tại ASEAN 19, Olympic Việt Nam cùng bảng với Olympic Mông Cổ, Olympic Ả Rập Xê Út và Olympic Iran. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là vượt qua vòng bảng. Olympic Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị cho ASEAN 19 và lên đường sang Trung Quốc từ cuối tuần trước. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, theo chúng tôi thấy, trạng thái cầu thủ đang tốt. Việc đưa cầu thủ trở về trạng thái sung sức để chuẩn bị cho trận đấu hết sức quan trọng. Thứ hai, các cầu thủ phải có tinh thần tốt. Hai điều này, tôi thấy các cầu thủ Việt Nam đều đang có. Tinh thần hết sức thoải mái, hưng phấn. Sức khỏe cầu thủ đang ở trạng thái tốt, sẵn sàng cho các thử thách. Bên cạnh đó, ông Hoàng Anh Tuấn khẳng định đã làm công tác tâm lý cho cầu thủ. Ông nói, chúng tôi chuẩn bị từ những giải đấu trước, kể từ khi bước vào giải U23 Đông Nam Á 2023. Mặt khác, các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia hay thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024 cũng đã có những trải nghiệm, kinh nghiệm thi đấu và sẵn sàng cho ASEAN 19. Chúng tôi chỉ việc nhắc lại cho các cầu thủ nhận thức rõ tính chất, ý nghĩa giải đấu lần này.